thấy thành phần quá à. Quả vậy trời ơi mới thì nó bén vậy hả? Đâu ai vậy? Giật hình mới nãy tàn tạ lắm giờ bén lên rồi nè. Đâu ở dưới còn về còn lát hình đau hình đau kìa. Rồi còn cái đâu à 8 mét nữa. Động trời mây. Chết rồi. Quá trời vậy. Đâu mà sẽ gặp dân dân thôi. Cái này là mấy con thông báo cho biết coi. Em đi muốn lên hay. Đùng 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 đùng. Rồi còn đè nữa. Mấy tư. Rồi đám cưới chấn động chưa? Quá đâu nha. Nhanh đi mấy đứa ơi. Nhanh đi chị nằm quá nè. Rồi đó. Thôi là trời ơi. Thôi không vậy đó. Quen quá rồi nè. Kiếm tiền lại con cái tên này chết. Cái kiến rồi đưa cái kiến nè. Nắng quá rồi. Con gái chị đâu mà chị để nó đi một mình. Đấy nè. Đi lại đi. Đâu. Để không thấy kìa. Chưa lại hả? Chưa lại hả? Chưa. Nó tới rồi mà không thấy. Ai? Rồi. Có nhẹ gì? Ờ. Để nó đó. Một mà xe đó thôi, xe đó thôi. Có quả. Quả xe lớn rồi. Con đây quả đi đâu? Xung xinh về đám cưới. Có hỏi đám hỏi nhớ không? Ờ nhớ. Bữa nay đám cưới không cái gì nha. Bữa nay mình có quả chấn động hơn không bữa này? Bữa nay hy vọng là chấn động hơn. Tại bữa nay đông thì nhiên hơn đó chị. Là PD kiểu như là lâu lâu trong đời mới có cái đám cưới. Đâu phải người ta cưới vợ hoài đâu. Nói như chị Vi nè có vợ mà không chịu làm đám cưới. Thì bây giờ bây giờ chị Vi có vợ không chịu làm đám cưới ai đi nên là đang chuẩn bị cưới vợ lại nha mọi người. Khóc rồi kìa. Nói chuyện chứ sao, nói chung là không phải là không cưới mà tại vì em muốn cho chị em làm một thời gian tích góp thật nhiều tiền đi rồi bắt đầu em cưới đi cho chị em có cái mà để đi cho em chứ bây giờ chị em làm cũng chưa có được gì hết mà bây giờ em đám cưới là chị em đi có chừng 500 triệu. Làm gì chị đâu có lời. Trời 500 triệu là tiêu dùng rồi đây dữ lắm rồi đó em. Chị em lẽ sống cả đời mà làm bỏ một xô 2-3 triệu ra đi không được mà đi có 500 triệu. Chết rồi đã nghe chưa. Đúng là nhã Duy muốn cưới vợ mọi người đúng không, nhưng mà hiện tại chưa thể làm đám cưới được. Cầm vô đây làm đi hết á. Trời ơi nè nhìn nha, cầm bao nhiêu là đi bao nhiêu. Quý vị cái tờ 500 bọc ở ngoài thôi nha, ở trong 1 ngàn. Trời ơi sao mặt nệt như vậy nè. Chị nghe nói tới hôm nay có mấy lần hơn không khỏe. Chị đâu quý vị, con lăng đâu rồi, con lăng màu trắng đâu rồi. Con lăng đâu rồi. Đây là con lăng nha, bé Tư sẽ là ông đệ. Ông đệ áo đẹp hả? Con em là giống như kiểu bạc náo hả? Cầm sau lưng nhảy 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 á. Để em chạy hết được không? Ngon quá. Ngon quá. Sao mô á? Có chỗ đậu. Đậu bánh. Nhưng mà ăn, mọi người ăn không mua đi xem. Để ta chạy. Bé Tư nè. Mắt đi không có. Mấy đám cưới bận vậy nhở. Cái đó quý vị, trước khi ăn đám cưới chúng ta phải lót dạ bằng một bánh mì nha quý vị nhở. Đây, chị mới ăn được không? Oh my god. Tư, chị cũng ăn bánh mì lúc Tư nè, mới ăn được. Ai đi học đâu đây? Học sinh đi học nè. Đi học. Em học lớp 5. Em học lớp 2, lớp 5 à? Dạ, đám cưới. Em đám cưới. Đám cưới ai nè? Cưới chú Đà. Chú Đạt món. Chú Đạt gì ông con cậu bé lớp 5. Ờ luôn lấy lòng cậu thôi. Ủa? Ủa thế hả? Gì vậy? Chỗ ai không biết thì bỏ lại nha. Đây có lù mi nữa nè. Hello mọi người. Phải không? Bữa giờ không thấy My đi đâu vậy? Bây giờ My đi đâu chơi đúng không? Hôm nay em sẽ đi ăn đám cưới một người rất là quan trọng trong cái khâu âm thanh ánh sáng của đò. Thì mọi người mời mọi người lên xe cùng Lumi về quê ăn đám cưới. Rồi về quê ăn đám cưới nè. Lên xe lên. Trời. 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 Concept hôm nay là áo vàng trắng với trắng. Anh con nói không nghe điện thoại nha. Ủa mới lên xe ngủ rồi, đi ngủ rồi. Tại vì mắt em nó bị chút vấn đề em phải nhầm. Em đang bị nói một lèo. Chị con pin nó hoài đi. Mày nói gì nè? Em bị nóng trong người, bị nói một lèo. Thấy bị đen hả? Đi nhiều quá đen mà. Em đen hả? Ừ, đen hơn bữa đó. Em còn cỏ. Để tóm cái đầu lên giống giống
Mày tóm thì mày cũng giống á. À mà má. Giống luôn á. Không có giống đâu nghe. Cái mặt chị rất có nét. Chị có nét thầy bà phải không? Nói luôn, cậu nhận. Đi chàng. Đó, 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 búi lên đó, đó. Đó, thì búi lên rồi quý vị coi rồi quý vị. Ánh hào quang cứ vòng tròn sau đầu quý vị nha. Đâu mà có ánh nắng chiếu cái đây có vòng tròn. Trời ơi, trời quá. Sao bắt đầu nghe bị đê quỳ lại quá trời luôn. Đó, giờ giống rồi nè, quá không? Trời. Giống rồi. Có vàng, có căng rồi đó đi. Mọi người ơi, nói nghe nè. Chân mày không quả gì không đều. Ê, ê. Sao liền sao liền có không đẹp quá ha, quả quả biết lừa rồi, duyên lừa rồi. Quả muốn được cho mình ai làm sao không có được của chai đâu, chai đâu, chai của em đó hả? Quá trời đi đèn rồi. Việt Nam nóng chị. Đây có hai ngày hôm qua hả? Về Nhung và Nhung đi đóng cưới. Cái này là chị xui bên Xích Đạo về. Chị đi bển lâu chưa mà sao cái giọng chị nói tiếng Việt ở miền Đông Cô Rầu á? Mới đi hôm kia. Mới đi hôm kia sao cái giọng nóng quá vậy? Không rõ vậy. Sốt, chị đang bị sốt mà. Hả? Mà chị tép chưa? Em muốn đi xuống xe. Đang sốt tao bị sốt xuống huyết kìa. Con quả đánh quá hậu cái mọi người. Mấy ngày rồi xuống xa là thấy đánh hai cũng quá hậu rồi. Em không có đi. Hai em học sinh. Tụi em là quay top đó. Đây là cậu ba của em, còn được em là đi theo cậu ba. Cậu ba đó hả? Trời ơi. Cậu ba chồng mấy đứa. Ủa mới hồi nãy giới thiệu là học sinh lớp 5 rồi cho nên cậu ba luôn. Cậu em mày đây. Em có là chúc gì với Đạt cưới nè. Chúc Đạt trăm năm hạnh phúc. Để rồi coi, cứ chờ coi đã. Dám bỏ mẹ Cẩm Nhung mà đi lấy vợ. Ủa mẹ Cẩm Nhung có dính dáng gì trong câu chuyện này? Mọi người ơi, ai xuống dưới hát bài sáng mắt trưa nha. Cái bào thai đó là của hát bài sáng mắt trưa. Nó có hát bài mắt trưa. Tao với con Hoa là ông xui bà xui. Đây, hát bài sáng mắt trưa. Xui trai xui gái. Mẹ chú ghế con ngồi đây đi nè. Tao chị Nhung hát bài gì Nhung? Tính hát rồi tới luôn nè mà không biết làm sao hay hay không. Chưa hát lần nào. Của bé Tư hát kìa. Bé Tư hát rồi. Bé Tư hát rồi tới luôn kìa. Tôi nghiên cứu rồi, tôi mới cái tải cái nền của Vĩnh Như Kim về tôi hát rồi tới luôn rồi, chơi luôn rồi, mới tải luôn. Nửa hát đầu đó con hát hay không biết nữa rồi sao mà nó lúc đó nó chuyển qua thành bài là nghỉ hát luôn. Sao vậy? Hát hết được. Mà không biết có giọng hát mà ngủ à. Nè mỗi người đều có bài, em có bài gì cho chú rể không? Bài gì vậy? Cái dĩa mát thành chú rể một bài đi. Bài dụng ma gì đó. Cái lòng ma đó đến ngày mai hát rồi. Xin mấy ta hát ở dưới hát đi, ôn bài luôn. Hát ở dưới hả? Chú rể ôn bài luôn, sẵn ôn bài luôn. Chị Ngọc không quay, không đăng lên được. Hiểu không? Ừ. Chị Ngọc không đăng lên được. Sao không được? Đăng thì đăng sao? Đăng sao ngày mai? Sao? Sao ạ? À? Ừ. Cái phần em cái đi xuống dưới á, đám cưới người ta hát lùng má. Ừ, đổi bài. Chửi người ta hả? Chửi cô dâu chú rể à? Chửi cô dâu chú rể. Hồn thê lùng má, cái lùng má, cái lùng má. Thôi hát bài khác đi. Hát bài khác đi, đổi bài khác. Thu Minh nhập. Thu Minh nhập kìa. Có mang theo không? Ờ, để tắm dưới này hả? Bài Việt Đá. Có bài, bài bằng lăng nữ hoàng bằng lăng nữ hoàng quán anh rồng anh thương tâm thân nắng mưa giải dầu mây mây. Cái bữa mà Rắc Quynh mà ba người mặc đồ vét hết là đồ đó là may hay mướn? Đồ của tự may ô hả? Bộ đồ của em là của mượn của Lucy. Còn đồ của Luna không biết cho nó ở đâu á. Còn bộ đồ kia cũng của Lucy. Nhưng mà ba người may hết thì nó trời đầu tư như một quả hàng, một quả đồ. Chấn động. Ồ ừ, quá chấn động. Ở quay xa chị mơ đi. Không đi. Quên mày mơ quay xa vậy hả? Đang làm sao
lộn. Hello. Lấy cầu chuyện về. Đang lộn. Đang chưa. Chính chi lại. Chưa qua tới. Chính giờ lại.